thanh niên chơi trốn tìm lại lựa chọn biến thành cây đao 80 mét, thân hình lồ lộ như vậy khiến thùng rác ở bên cạnh chê cười cậu chết chắc. Nhưng khi đám người truy đuổi tới, thanh đao 80 mét này lại biến mất không dấu vết. Hóa ra đây là trò chơi biến người sống thành đồ vật. Trong thời gian quy định, bạn phản tránh được sự truy sát của những kẻ đi săn. Không giống như các trò chơi khác có thể sống lại, chỉ cần bị bắt sẽ là giết chết, bản thể cũng sẽ biến mất trên thế giới. Vì vậy rất nhiều người đều mong ước biến thành đồ vật nhỏ. Ví dụ như em gái buộc tóc hay bên biến thành giấy thông báo. Lúc này cô đang dán lên thanh đao do Tô Mục biến thành. Đại tỷ à, cậu dán lên người tôi là muốn chiếm tiện nghi của tôi à? Nói rồi cô gái càng dùng hết sức di chuyển cơ thể. Hành động ma sát này trực tiếp khiến Tô Mục máu dồn lên não. Chính lúc này hệ thống của Tô Mục thông báo có thể mở góc nhìn thượng đế. Chính là có thể quan sát bất cứ nơi nào trên bản đồ. Sau khi Tô Mục ấn vào xác nhận, huyễn thể bắt đầu biến mất, cả người cũng bay trên không trung quan sát khắp nơi. Dù là vật đi trốn, nhưng trò chơi cũng thông báo có kỹ năng cuồng ẩn, đó chính là tăng 30% độ sát thương, 50% tốc độ di chuyển. Mỗi vật thể đều có một giao diện nói chuyện. Lúc này cô gái buộc tóc hai bên hỏi Tô Mục không trốn đi nơi khác sao? Dưới ánh trăng, Tô Mục cười xấu xa, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thời gian 10 phút để trốn đã tới, người truy tìm đã tiến vào không gian trò chơi. Kẻ dẫn đầu sói tham lam, vừa vào đã sử dụng thẻ tăng cấp thi đấu ẩn náu và thẻ bạo kích phúc lợi. Hai tấm thẻ này đồng thời sử dụng đã phát livestream trực tiếp. Mục đích chính là để nổi tiếng hơn. Do tác dụng của thẻ phúc lợi, trò chơi lần này còn tặng cho người chơi đạt thứ hạng cao nhất một phần thưởng hậu hĩnh thần bí. Lúc này trên nhật ký nói chuyện, ly nước, quả bóng, hamburger đều đang bàn luận trò chơi có thật sự mất mạng hay không. Khi thời gian đếm ngược, tất cả vật thể đều không dám cử động, cả không gian chỉ có thông báo của trò chơi. Trò chơi chính thức bắt đầu. Sói tham lam nhìn tiểu đội mãng xà, chúng tôi đã sử dụng đạo cụ, vậy thì sẽ do chúng tôi lựa chọn phạm vi trước. Mãng xà gật đầu, giây tiếp theo bắn cung tên về phía trước, bắn trúng vào quạt thông gió. Hệ thống cũng thông báo người chơi bị đào thải, vừa mở màn đã đào thải một người chơi, khiến tất cả những người đi trốn đều run rẩy. Lúc này trong ô trò chuyện của người trốn cũng bùng nổ. Họ đều không hiểu chỗ trốn tốt như vậy tại sao lại bị phát hiện. Tóc hai bên hỏi Tô Mục có muốn đổi chỗ khác không? Tô Mục lại lắc đầu, sau đó an ủi mọi người. Qua quan sát của anh, ánh mắt của cô gái này vô cùng nhạy bén. Có lẽ cô ấy nhìn vào dấu vết dưới đất để phán đoán vị trí. Vừa nói ra tất cả mọi người đã nhìn sang bên cạnh, cũng vô cùng tin vào lời của người chơi này. Trên màn hình livestream, con người cũng bắt đầu bàn tán không biết người chơi M này là ai. Quảng cáo nhỏ cũng hoan hô, người chơi M lợi hại quá. Ở bên này, người truy đuổi cũng đi theo dấu vết tới tầng thứ hai. Tất cả mọi người vừa vào đã bắt đầu thanh lý. Người chơi phán quyết, hệ thống cũng thông báo người trốn còn 205 người. Keo dính và gói hàng ở bên ngoài đang run rẩy. Mọi người ơi, chúng ta phải làm sao? Họ sắp tới đây rồi. Tô Mục nhìn thấy cảnh này lại cười xấu xa, xem ra phải làm gì đó rồi. Nếu không người truy bắt cũng dễ dàng quá. Sau đó Tô Mục liền trả lời có cách. Lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi chỉ thị của M. Tủ quần áo cũng nói, chỉ cần có thể cứu mình một mạng, sau khi ra ngoài tùy ý anh xử lý. Vừa nói xong Tô Mục đã nhếch mép, phương pháp tiếp theo của tôi sẽ khiến mọi người mở mang tầm mắt. Người đàn ông chơi trốn tìm lại lựa chọn biến thành thanh đao 80 mét, thân hình rõ ràng như vậy khiến những đồ vật nhỏ khác trêu đùa. Nhưng sau khi người truy đuổi xuất hiện, đại đạo 80 mét lại biến mất. Hóa ra đây là một thế giới quỷ dị, con người bị cưỡng chế biến thành vật thể đi trốn, nếu bị người truy đuổi phát hiện sẽ bị giết chết. Lúc này băng dính và thúng giấy đang lo lắng nhìn vào ô nói chuyện. Họ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, vì người truy đuổi sắp phát hiện ra họ rồi. Tô Mục phản hồi trong ô chat, chúng ta dù là vật phẩm, nhưng có một ô lựa chọn vật thể cố định. Giờ mọi người bỏ cố định đi, thử nhảy 2 lần, sau đó khi ở trên không trung bấm vào cố định vật phẩm. Vừa nói xong thùng giấy bắt đầu thử, quả nhiên có thể lơ lửng trên không trung như lời M nói. Sau đó con chuột, bình rượu, dép lê đều bắt đầu làm theo. Tô Mục còn đang nói trong ô chat, đây chỉ là mở đầu của trò chơi, họ dù có vũ khí nhưng không sử dụng. Rõ ràng họ đều bị hạn chế sức mạnh, cũng chính là trong lúc nguy cấp, mọi người chạy trốn cũng là lựa chọn không tồi. Cứ như vậy, tất cả vật phẩm theo chỉ thị của Tô Mục, toàn bộ nhảy ra ngoài bay lơ lửng. Lúc này người xem ở bên ngoài cũng vô cùng bái phục người chơi này. Quảng cáo nhỏ cũng khen người chơi M này, mà không biết đau lớn chính là Tô Mục. Người truy đuổi lần theo dấu vết lên tầng 2, nhưng vừa mở cửa đã phát hiện bên trong trống không. Trong căn phòng tầng 2 này phòng nào cũng có dấu vết, nhưng bên trong không có vật nào. Trò chơi kỳ trước dù có vũ khí siêu cấp cũng không có tác dụng gì. Sói tham lam lúc này tức giận, dù sao kỳ trước hắn sử dụng thẻ bạo kích, vốn muốn ra tay trước 10 phút, không ngờ lại không có gì. Sói tham lam cắn răng lấy ra một đạo cụ, sử dụng đạo cụ này, hệ thống thông báo tất cả người truy lùng được mở khóa 40%. Không quá nửa giờ, rất nhiều vật phẩm đều bị giết chết. Có người giải phóng năng lực, tấn công phạm vi lớn có thể nổ bay không ít người trốn. Tô Mục ngồi trên đao lớn nhàn nhã ngâm nga, xem ra những người này muốn đuổi cùng giết tận. Trong ô chat của người trốn cũng nổ tung. Do thời gian đã quá nửa,
chờ chơi vẫn còn chọn một bộ phận người chơi biến thành đồ vật. Phi cơ, xe tăng, ô tô gì đó đều xuất hiện rồi. Quảng cáo nhỏ hỏi M đại lão tại sao không giúp đỡ. Tô Mục cười xấu xa, vật thể to như vậy dù là đại la kim tiên cũng không cứu được. Chính lúc này Tô Mục để ý tới nội dung trong ô chat. Máy bay đang thúc giục thùng xăng phối hợp bay lên. Tô Mục chớp mắt có ý tưởng mới. Vậy thì để trực thăng đổ xăng rồi mang theo vật thể khác bay đi. Vừa nói xong máy bay hoảng loạn. Chỗ này không phải là tòa nhà lớn thì cũng là xe to. Vậy không phải sẽ đè chết anh hay sao? Tô Mục nói anh có cách chơi mới. Đó chính là chân trái đạp chân phải bay xoắn ốc lên trời. Mỗi vật thể nhảy 2 lần lên không trung, sau đó cố định lại, như vậy có thể cùng bay lên. Hơn nữa trò chơi này có một quy tắc, đó chính là người trốn không thể làm hại lẫn nhau. Như vậy dù sai cũng không đè chết cậu. Vừa nghe vậy máy bay quyết tâm, gào thét bảo tất cả mọi người cùng lên. Người xem bên ngoài thấy người truy bắt giải phóng năng lực thì không còn hứng thú. Dù sao theo tiết tấu bình thường chính là đồ sát, nhưng lúc này một thanh niên chỉ vào màn hình hét lên. Mau xem, 8 người này muốn làm gì? Họ lại bay lên trời. Ở bên này, sói tham lam cũng phát hiện ra bất thường. Trước vụ nổ lớn lại không có chút thu hoạch nào, vậy là vội bảo thuộc hạ dừng tay. Hắn đoán rằng trong số những kẻ chạy trốn, nhất định có cách nói chuyện với nhau và góc nhìn toàn cảnh. Tiểu đệ vội vàng hỏi, vậy thì phải làm sao? Sói tham lam nhìn về phía xa, vậy thì chúng ta bắt một tên, rồi một mẻ tóm gọn. Nam chính là một thanh đao cao 80 mét, vợ là một tờ quảng cáo nhỏ, tiểu đệ của anh không phải là chai bia cũng là thùng rác. Thế giới quỷ dị như vậy chắc chắn bạn sẽ rất tò mò. Đây có phải là trò chơi hay không? Vậy thì tôi rất có trách nhiệm mà nói với bạn, họ đều là người sống. Đây là trò chơi biến con người thành đồ vật, vật phẩm đi trốn, người đi tìm truy giết. Nhưng không giống với những trò chơi khác, chỉ cần bị giết bản thể người chơi cũng bị biến mất. Lúc này người đứng đầu đội truy sát sói tham lam, vì tìm đồ vật mà đau đầu nhức óc. Để nhanh chóng kết thúc trò chơi, hắn tìm một người trốn muốn hợp tác. Sói tham lam vạch bụi cỏ ra nhìn viên đá. Tao không giết mày, nhưng mày phải nói vị trí của những người đi trốn nói cho tao. Hành vi như vậy khiến người xem cũng kêu lên đê tiện. Nhưng không thể không nói hiệu quả rất rõ ràng. Tất cả những đồ vật bị giấu ở đồng lúa mạch đều bị phát hiện. Hơn nữa viên đá còn xấu xa khiêu khích trong ô chat. Khuyên các người chủ động đi ra chịu chết. Ít nhất đại ca tao sẽ cho chúng mày chết toàn thây. Quảng cáo nhỏ vội vàng hỏi đau lớn phải làm sao. Tô Mục nhìn vào ô chat cũng chưa có cách gì. Lúc này đột nhiên nghĩ tới khi vào thế giới này, có cô gái từng nói, bạn nhất định phải nhớ, đây là thế giới trốn tìm, vậy thì trò chơi nhất định có trói buộc và kỹ năng. Nghĩ tới đây, Tô Mục đột nhiên nảy số, vội hỏi quảng cáo có phải có kỹ năng gì không? Quảng cáo không tránh né, trả lời có thể ẩn thân 3 lần trong 13 giây. Tăng phòng ngự gấp 3, Tô Mục nghe xong thì nhếch mép, vậy thì trò chơi ngày càng vui rồi. Ở bên này, dưới sự dẫn dắt của viên đá, rất nhiều người trốn đều bị giết. Viên đá nói còn rất nhiều người trốn trên trời, vừa nói đã khiến cho đội của sói tham lam gặp khó khăn. Lão đại, ở trên trời thì phải làm sao? Sói tham lam lại lấy khẩu đại bác, vậy thì bắn cho nó rơi xuống. Sau đó một viên đạn bắn ra, mãng xà cũng để ý tới hành động của sói tham lam. Họ đang tấn công bầu trời, chẳng lẽ người trốn ở trên trời? Sau khi bắn mấy viên pháo lên bầu trời, đám người này bay cao tới cỡ nào? Sao không trúng ai? Hơn nữa tại sao tàu lửa và xe cũng ở trên trời? Máy bay khiêu khích nhếch mắt, muốn bắn lão tử, nằm mơ. Sói tham lam nhìn viên đá tức giận, sao đồ không bay được cũng ở trên trời, rốt cuộc là có chuyện gì? Viên đá vội giải thích đây là cách của người chơi M, sử dụng chân trái đạp chân phải xoay hình xoắn ốc lên trời. Vừa nghe lời này, sói tham lam lập tức nổi sát ý, đầu tiên thu phục xong những người ở đồng lúa, sau đó giết tên người chơi M. Tô Mục luôn để ý tới hành động của đám người sói tham lam. Quảng cáo nhỏ, tiếp theo nghe hiệu lệnh của tôi nhé. Chỉ thấy thanh đao 80 mét đếm 1, 2, 3, sau đó nhảy lên trời. Quảng cáo nhỏ, ngay bây giờ, nếu không sẽ bị phát hiện mất. Chỉ thấy quảng cáo nhỏ nhắm mắt hét lên, sử dụng kỹ năng ẩn thân. Sau đó thanh đao 80 mét biến mất. Tô Mục cũng nhìn vật săn ở phía xa. Tới khi đám người sói tham lam đi vào vị trí trung ương, Tô Mục cầm đại đao, lão tử không phải là người đưa tay chịu trói, ẩn nấp sao có thể sánh bằng phản kích chứ. Giây tiếp theo sói tham lam bị một cơn gió lạnh thổi qua, mũ của tiểu đệ cũng rơi xuống trước mặt. Lão đại mau nhìn, sói tham lam từ từ quay đầu lại nhìn, trực tiếp bị dọa cho đổ mồ hôi hạt.